Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV. Một vụ án xảy ra tại Hàn Quốc từ những năm 80 của thế kỷ trước. Vụ án giết người hàng loạt đầu tiên tại xứ sở kim chỉ, cùng một bản án chưa rõ oan sai hay không trong gần 20 năm, kèm theo đó là nỗi ám ảnh của cả đất nước suốt hơn 3 thập kỷ. Từ ngày 15 tháng 9 năm 1986 đến ngày 3 tháng 4 năm 1991, 10 phụ nữ ở trong độ tuổi từ 14 đến 71 tuổi liên tiếp bị sát hại ở ngoại ô thành phố Hoa Son, tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Seoul 60 km, khiến người dân khắp Hàn Quốc bàng hoàng và lo sợ. Nhưng cảnh sát lại không thể xác định được hung thủ suốt 3 thập kỷ. 33 năm nỗ lực điều tra của cảnh sát Hàn Quốc cuối cùng cũng được đền đáp bằng lời thú tội của kẻ thủ ác trong vụ giết người hàng loạt đầu tiên ở đất nước này và nhiều vụ án khác. Hãy cùng Độc Thám TV đi vào vụ án này. Thành phố Hoa Son. Tại Hàn Quốc, Hoa Son vốn là một thành phố nông trại yên bình. Khoảng 226.000 người sống tại đây, rải rác trong các ngôi làng nằm giữa những ngọn đồi và đồng lúa. Trong những năm 80 của thế kỷ 20, không khí thường nhộn nhịp với các quán rượu và quán cà phê kiểu Hàn Quốc, nơi mà người dân tụ tập và buôn chuyện. Tại nơi đây, không có vụ án nào thật sự nghiêm trọng, chỉ có cướp vặt hoặc là đột nhập vào nhà. Sự yên bình, tĩnh mịch của thành phố Hoa Son thuộc tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Seoul 60 km về phía nam Hàn Quốc, bị phá vỡ bởi chuỗi ám mạng kinh hoàng. Ngày 15 tháng 9 năm 1986, tại khu vực thị trấn Taeyan, nay là huyện Taeyan, thành phố Hoa Son, bỗng náo loạn khi người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ có dấu hiệu bị cưỡng bức và xiết cổ đến chết. Cơ quan điều tra xác định nữ nạn nhân này là bà Lê Quan Nim, 71 tuổi, sống ở gần bãi cỏ nơi hung thủ gây án. Thi thể của bà cụ 71 tuổi dường như là ngòi pháo khởi đầu cho chuỗi giết người hàng loạt đầu tiên của lịch sử ngành điều tra tội phạm Hàn Quốc hiện đại. Tiếp đó, kể từ ngày 20 tháng 10 năm 1986 cho đến ngày 3 tháng 4 năm 1991, có thêm 9 vụ án mạng kinh hoàng khác cũng xảy ra trong phạm vi bán kính 2 km ở khu vực thị trấn Taeyan, thành phố Hoa Son. Theo giới chức Hàn Quốc, nạn nhân trẻ nhất là 14 tuổi và nạn nhân lớn nhất là 71 tuổi. Điều khiến cho người dân tại thành phố Hoa Son bị ám ảnh là tất cả các thi thể đều ở trong tình trạng bị cưỡng bức, sau đó xiết cổ cho đến chết bằng chính trang phục của họ. Tuy nhiên, cũng có một số nạn nhân tử vong trong tình trạng trên ngực bị đâm 19 nhát dao và vết thương có 9 mảnh hạt đào. Không ai được an toàn. Khi những vụ giết người tiếp tục xảy ra, người dân Hoa Son bắt đầu sợ hãi. Họ lập thành từng đội và cầm gậy đi tuần trên phố buổi đêm. Phụ nữ thì tránh đi ra ngoài khi trời tối, không có đèn đường, còn trời thì lại rất tối. Có nhiều tin đồn cho rằng tên sát nhân tấn công những người phụ nữ mặc máu đỏ. Khi nạn nhân đầu tiên bị sát hại, trách nhiệm điều tra thuộc về cảnh sát địa phương. Cho đến khi có 3 phụ nữ bị sát hại trong vòng 3 tháng, họ điều động các thám tử từ một thành phố gần đó đến để giúp đỡ. Điều tra viên Ha, người đứng đầu cuộc điều tra cho biết trong một cuộc phỏng vấn dài trên kênh YouTube cá nhân rằng: "Từ vụ giết người thứ 3, cảnh sát thấy rằng đây là một vụ án nghiêm trọng. Nó có độ bao phủ truyền thông rộng rãi và người dân khu vực này đang hết sức sợ hãi. Lúc này, cảnh sát chắc chắn rằng họ đang tìm một kẻ sát nhân hàng loạt, nhưng Ha đã nói rằng họ có rất ít bằng chứng. Đây là thời điểm trước khi mà camera giám sát theo dõi trên điện thoại hay bằng chứng từ DNA phổ biến. Cảnh sát buộc phải dựa vào các biện pháp khác và cần nhiều phương thức sáng tạo để bắt được kẻ sát nhân." 5 vụ án đầu tiên xảy ra trong bán kính 6 km ở Hoa Son. Vậy nên, cảnh sát chia ra làm những đội 2 người rải rác cách nhau 100 mét. Việc này không hiệu quả. Vụ giết người tiếp theo vẫn xảy ra khi không có cảnh sát. Một số phụ nữ mặc đồ đỏ và cố dụ tên sát nhân vào trong. Một số khác thì tìm tới nhà ngoại cảm và được nói rằng hãy tìm một người đàn ông bị mất một ngón tay. Và một số người thì tuyệt vọng đến mức họ thực hiện nghi lễ pháp sư trên mùa nghìn. Nhưng những vụ giết người vẫn tiếp diễn. Cuối cùng,
Các cơ quan chức năng công nhận rằng các vụ án mạng xảy ra ở Hoa Giang có liên quan đến nhau. Vụ án này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân Hàn Quốc. Qua khám nghiệm tử thi xác định, tất cả các nạn nhân đều là phụ nữ không có độ tuổi nhất định. Bộ phận sinh dục của các nạn nhân đều bị hung thủ phá hoại nghiêm trọng, đặc biệt là nạn nhân Lee Kyung Suk, Park Eun Joo, An Gi Sun và Kim Mi Jung. Bên trong âm hộ của các nạn nhân phát hiện ra tinh trùng, tóc và tàn thuốc lá. Để truy tìm gã sát nhân giấu mặt, chính phủ Hàn Quốc lần đầu tiên trong lịch sử đã huy động 180.000 cảnh sát và 2 triệu nhân viên chức năng tham gia quá trình điều tra phá án. Các nhân viên điều tra đã lần theo dấu vết của hung thủ từ tinh dịch cho đến tàn thuốc lá, nhưng hắn vẫn bặt vô âm tín. Cảnh sát Hàn Quốc đã đưa hơn 3.000 người vào diện tình nghi, lấy 40.116 mẫu vân tay, 570 mẫu ADN và 180 mẫu tóc để gửi nước ngoài phân tích. Thế nhưng, dù tốn rất nhiều sức người, sức của, nhưng cảnh sát Hàn Quốc vẫn không thể nào tìm ra được nghi phạm của vụ án. Việc điều tra dần đi vào ngõ cụt, và người dân tại thành phố Hoa Giang lại luôn sống trong tình cảnh lo sợ bị kẻ sát nhân giấu mặt kia truy lùng. Nhìn thi thể của những nạn nhân, các lực lượng chức năng không thể giấu nổi cảm giác bất lực và tức giận đối với tên sát nhân. Sau nhiều tháng đi trên cánh đồng lúa và các bãi cỏ để tìm kiếm tên sát nhân, có thể nói rằng sự căm ghét dành cho hắn đã trở nên ngoài sức tưởng tượng. Danh tính 10 nạn nhân trong chuỗi án mạng Hoa Giang bao gồm Lee Kwan Nim, 71 tuổi, tử vong lúc 6 giờ 20 phút ngày 15 tháng 9 năm 1986. Park Hyun Suk, 25 tuổi, tử vong ngày 20 tháng 10 năm 1986. Kwon Jun Bon, 25 tuổi, tử vong ngày 12 tháng 12 năm 1986. Lee Kye Suk, 23 tuổi, tử vong ngày 14 tháng 12 năm 1986. Hong Jin Young, 19 tuổi, tử vong ngày 10 tháng 1 năm 1987. Park Eun Joo, 29 tuổi, tử vong ngày 2 tháng 5 năm 1987. An Gi Sun, 54 tuổi, tử vong ngày 7 tháng 9 năm 1988. Park Chang Hee, 14 tuổi, tử vong ngày 14 tháng 9 năm 1988. Kim Mi Jung, 14 tuổi, tử vong ngày 12 tháng 11 năm 1990. Kwon Soon Yang, 69 tuổi, tử vong ngày 3 tháng 4 năm 1991. Những mảnh ghép rời rạc. Theo lời khai của một người may mắn thoát khỏi móng vuốt của kẻ cuồng sát 2 tuần trước khi vụ án thứ tư xảy ra, hắn nằm trong độ tuổi từ 24 đến 27 tuổi, cao khoảng 1m65 đến 1m70, thân hình mảnh mai, mặt một mí. Sau khi vụ án thứ 7 xảy ra, phải đến 2 năm 2 tháng sau, kẻ sát nhân mới trở lại. Cảnh sát cho rằng trong khoảng thời gian này trùng hợp với đợt nhập ngũ và có thể đây cũng là lý do khiến cho tên hung thủ tạm thời dừng tay. Ngoài ra, kẻ giết người không bao giờ đem theo hung khí. Hắn sử dụng trang phục của nạn nhân từ quần áo, khăn choàng cho đến vớ để siết cổ họ đến chết. Dựa vào mẫu ADN được tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát xác nhận hung thủ là một người đàn ông có nhóm máu B. Và sau khi tìm thấy nạn nhân thứ 7 trong vụ giết người hàng loạt, cảnh sát đã phác họa được chân dung của kẻ bị tình nghi. Cảnh sát có thêm manh mối thứ hai về hung thủ. Trừ một số trường hợp đầu tiên thì các nạn nhân chủ yếu đã tử vong từ khoảng 19 cho đến 23 giờ. Có hai giả thiết được đưa ra. Thứ nhất, hoặc là hung thủ lựa chọn buổi tối để tránh ánh mắt người khác. Thứ hai, hoặc là chọn giờ tan học, tan làm để hành động vì khi đó đông đúc người, ít người để ý. Thế nhưng tất cả những manh mối đó rất đỗi mơ hồ. Nó chỉ xây nên nhiều giả thiết nhưng không đưa đến được kết luận chính xác. Vào thời điểm đó, do thiếu về công nghệ pháp chứng và kỹ thuật pháp y nên gây cản trở trong quá trình phác họa chân dung tội phạm. Hơn nữa, thời gian vụ án kéo dài cũng gây khó khăn cho quá trình điều tra của cảnh sát. Bẵng đi một thời gian, đến năm 2004, một nữ sinh đại học bị sát hại ở Hoa Giang. Nhiều người cho rằng kẻ sát nhân trong chuỗi án mạng kinh hoàng kia đã quay trở lại. Thế nhưng, một lần nữa, nó lại khiến cho cảnh sát Hàn Quốc hụt hẫng. Họ thất bại trong việc tìm kiếm hung thủ. Họ không thể xác minh được liệu đây có phải nạn nhân số 11 trong chuỗi án mạng Hoa Giang hay không, hay chỉ là một vụ trọng án khác. Đến năm 2006, chuỗi án mạng kinh hoàng này bị khép lại
vì vụ án thứ 10 hết thời hạn 15 năm khởi tố. Lúc này, cảnh sát chưa biết nghi phạm là ai và hắn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Yoon Mo đang làm việc trong tình trạng mệt mỏi, chán nản vì vụ án đi vào ngõ cụt. Bỗng một ngày nọ, cảnh sát mừng rỡ khi phát hiện ra tóc của hung thủ trên thi thể nạn nhân thứ 8, Park Chang-hee, 14 tuổi. Dựa vào phân tích hóa nghiệm từ mẫu tóc, cảnh sát tìm ra kẻ tình nghi có tên là Yoon Mo, 22 tuổi. Tuy nhiên, tên thật của Yoon Mo thì không được tiết lộ vì luật pháp Hàn Quốc bảo vệ sự riêng tư của các nghi phạm và tội phạm. Khi còn nhỏ, gia đình Yoon Mo thường xuyên di chuyển. Khi Yoon mới lên lớp 3, mẹ của ông đã qua đời trong một vụ tai nạn. Sau đó, cha ông biến mất và Yoon phải bỏ học để đi làm. Yoon đến Hoa Giang, ngồi ăn xin ở ngoài một nhà hàng gà rán trong một năm. Khi lên 11 tuổi, Yoon bắt đầu làm ở một trung tâm sản xuất nông cụ. Đến năm 22 tuổi, được huấn luyện ở trung tâm đó để trở thành một thợ kỹ thuật được chứng nhận. Yoon nghiện thuốc lá nặng và chưa từng có quan hệ yêu đương với bất kể người phụ nữ nào. Ngày 27 tháng 7 năm 1989, Yoon bị áp giải tới đồn cảnh sát. Cảnh sát đưa anh vào một phòng giam nhỏ ở đồn cảnh sát địa phương và thẩm vấn anh trong 3 ngày về vụ cô bé 14 tuổi bị cưỡng hiếp và giết hại. Cuối cùng, họ thu được lời thú tội. Qua thẩm tra, công tố xác định người này bắt chước cách gây án của hung thủ vụ giết người hàng loạt Hoa Giang. Park Chang-hee không được xếp trong chuỗi án mạng mà được xếp như một trường hợp sao chép. Yoon khai với cảnh sát rằng vào đêm xảy ra vụ án, anh ta ra ngoài đi dạo. Theo bản ghi lời khai từ luật sư của Yoon, trong khi đi bộ, Yoon phải dừng lại vài lần để nghỉ ngơi. Bệnh bại liệt thời thơ ấu khiến cho anh ta bị khập khiễng nặng đến mức được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Khoảng nửa đêm, Yoon thấy một căn nhà có bật điện và cảm thấy thú tính nổi lên. Yoon trèo vào căn nhà và tấn công cô bé. Dẫu anh ta nói với cảnh sát rằng mình biết bố mẹ cô bé ngủ ở phòng bên. Sau đó, anh ta đốt quần áo và về nhà. Có rất ít thông tin về Park Chang-hee và gia đình của cô bé. Họ cũng chưa từng nói chuyện với giới truyền thông bao giờ. Khi này thì câu chuyện của Yoon lại có phần rõ ràng hơn. Cuối cùng, anh ta bị kết tội cưỡng hiếp, sát hại cô bé 14 tuổi, bị kết án chung thân và thụ án tại trại giam Chung Chu. Yoon được ân xá sau 20 năm và thả ra vào tháng 5 năm 2010. Yoon là người duy nhất bị kết án một vụ duy nhất trong số 10 vụ giết người. Yoon Mo hoàn toàn không liên quan đến các vụ án trước đó hoặc sau đó. Thế rồi sau này, nhiều tin đồn cho rằng cảnh sát cũng đã tìm ra nghi phạm trong các vụ án số 7, 9 và 10. Song điều đó không có căn cứ. Vấn đề là, Yoon Mo nói anh ta không hề làm chuyện đó. Yoon Mo đã nhận tội, bị kết án chung thân. Vậy Yoon phát ngôn rằng không hề làm chuyện đó khi nào? Điều này có nghĩa là sao? Yoon không thực hiện vụ thứ 8 Park Chang-hee đã được tách rời khỏi 10 vụ tại Hoa Giang, hay Yoon không thực hiện bất cứ một vụ án nào? Điều gì đã thôi thúc Yoon Mo nói như vậy? Các vụ án 7, 9, 10 và cả 6 vụ trước đó là do ai làm? Còn hung thủ thứ 2 hay thứ N nào nữa? Đón xem phần tiếp theo vụ án Hoa Giang tại Độc Thám TV. Internet Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.